Ok mọi người, thì hôm nay mình sẽ làm clip podcast về con John Smart Hello 100. Thì đầu rồi có rất là nhiều người bảo với mình là hãy làm so sánh con John Smart với những hãng khác. Thì mình cũng đi tìm hàng chính hãng các bạn ha. Thì con này mình nhập chính hãng luôn, đầy đủ hóa đơn. Loa chính hãng thì mình sẽ được bảo hành 5 tại Việt Nam. Con John Smart Hello 100 này thì nó dòng loa có cái dãy đèn led ở phía trên. Các bạn thấy ha, mình sẽ không có làm clip review gì nhiều về cái sản phẩm này nữa, tại vì quá nhiều người đã làm rồi. Thì hôm nay mình chỉ muốn làm một cái clip là bóc test cho mọi người xem cái chất âm của con Hello 100 này nó như thế nào. Cái mức giá của con Hello 100 này hiện tại bên mình đang bán trong khoảng tầm như 2.1 triệu, 2.2 triệu, không nhớ rõ lắm chính xác nha. Mình sẽ để giá ở phía bên đây. Rồi, thì bây giờ mình sẽ quay bóc test cái sản phẩm này cho mọi người. Test John Max Hello 100 khoảng cách 2m indoor ở mức volume hiện tại là 70% Lost Sky. Tăng lên 90. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau. Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối. Test bài bác sĩ Hải ở mức volume phần trăm là 60.
lên 90.